Xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của em Rick Mobile nhé. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà thay đổi ảnh đại diện ở trên Facebook mà người khác không biết nhé. Thì để mà thay đổi ảnh đại diện mà người khác không biết thì việc đầu tiên các bạn sẽ vào Facebook cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cho mình, đó chính là phần dấu ba chấm. Các bạn bấm vào trong cái phần trang cá nhân của các bạn. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ bấm vào trong cái phần ảnh đại diện của các bạn. Rồi các bạn bấm vào phần chọn ảnh đại diện. Tiếp theo sau đó thì các bạn sẽ bấm vào một cái ảnh nào đó mà các bạn muốn thay. Ví dụ như là các bạn muốn thay ảnh đại diện thành cái ảnh đại diện này đi. Đây các bạn bấm vào. Đây ví dụ như là ảnh này nhé. Các bạn chọn một cái ảnh nào bất kỳ. Ở đây thì các bạn sẽ bấm vào cái chữ lưu. Đó. Thì lập tức nó sẽ lưu cái ảnh đại diện của bạn thành cái ảnh đại diện này. Thì sau đó các bạn sẽ kéo xuống phía dưới này. Các bạn làm nhanh nhé. Các bạn bấm vào mục dấu ba chấm ở đây. Các bạn sẽ bấm vào cho mình, đó chính là cái phần chỉnh sửa bài viết. Ở đây ấy, ở cái chế độ công khai này thì các bạn sẽ chuyển nó thành cái chế độ chỉ mình tôi, các bạn bấm vào. Rồi các bạn quay ra. Các bạn bấm vào cái nút lưu ở đây. Đó. Đây thì bây giờ cái ảnh đại diện của các bạn đã chuyển sang cái chế độ riêng tư. Đây. Thì các bạn có thể thấy cái ảnh đại diện này thì nó đã chuyển qua cái chế độ riêng tư rồi, cho nên là không ai có thể nhìn thấy hay là bình luận hay là like bài viết, like cái ảnh đại diện mà các bạn mới thay đổi. Đây thì bên trên này là cái ảnh đại diện mà các bạn đã thay đổi nhá, mà người khác không biết. Rồi thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Và nếu như mà sau này các bạn không thích cái ảnh đại diện mới này mà các bạn muốn đăng lại cái ảnh đại diện cũ của các bạn đấy, thì các bạn có thể là bấm vào cái phần máy ảnh ở đây. Các bạn bấm vào phần chọn ảnh đại diện này. Rồi đây thì các bạn sẽ kéo sang nhé. Đó, các bạn bấm vào cái phần tải lên này. Đó, thì ở cái phần này là những cái ảnh đại diện mà các bạn đã tải lên trước đây. Ví dụ như các bạn thích cái ảnh đại diện này đúng không? Các bạn bấm vào đây này. Đó là đây là cái Facebook ảo của mình nhé. Cho nên là có khá là nhiều ảnh đại diện nó là lạ đấy. Thế đây các bạn chỉ việc bấm vào cái ảnh đại diện mà ngày xưa các bạn đã từng đăng. Các bạn bấm vào. Đó thì các bạn sẽ bấm vào cái nút lưu ở đây. Đó. Thì cái ảnh đại diện ngày xưa của các bạn ấy nó sẽ cập nhật về và nó vẫn sẽ giữ được cái lượt like và cũng như là cái lượt bình luận. Đó. Rồi, và cái video của mình đến đây thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết cái video này của mình nhé. Và nếu như mà thích video này đừng quên giúp mình một like cũng như là comment ở phía dưới để cho YouTube họ đề xuất tốt hơn cho video của mình nhé. Mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của mình. Tạm biệt các bạn.